mỗi một tiết mục mà hoàn thành xong thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để động viên những nghệ sĩ không chuyên của chúng ta, để chúng ta có thêm những cái tinh thần cho các tiết mục tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến sân khấu để theo dõi phần dự thi của đơn vị huyện Văn Lâm với tiết mục tự biên Hương Yên đổi mới do Thành Luân, Thanh Thúy trình bày. Phần trình bày của Tôn Hưng và Tôn Hưng.